Hãy xin chào đến tất cả các phụ công cấp ba của toàn thể nhân dân thôn Tân Thanh. Một lời chào trân trọng nhất. Kính chúc tất cả bà con nhân dân của thôn Tân Thanh năm Giáp Thìn một năm thắng lợi lớn. Kính chúc tất cả mọi người. Những người con đất việt hoang hùng.
Yeah.